Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Audio. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần và Nhật cũng vừa thêm một sản phẩm để phục vụ cho anh em. Đây, sản phẩm này thì tiếp tục sẽ đến từ thương hiệu là Sansui anh em. Con này là dòng Alpha 707 trơn và dòng này sẽ là đời đầu nha anh em. Đây, con này là hàng vừa mới về chợ Dương của bạn Sinh hay là làm gì hết cho anh em. Bụi vân tay của hồng bám. Đây, bụi zin của Nhật. Con này về hàng đẹp keng nha anh em. Giờ cũng tuyển chọn cực kỳ kỹ càng. Đây, dưới gói nguyên là cũng còn nha anh em. Đây, chính Nhật. Đây, chống gió thì xốp và đây, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta một tăng phô, hai tủ động nguồn, 8 sò than. Anh em coi nội thất cũng còn rất là đẹp và lung linh anh em à. Đây, Nhật quay tổng quan cho anh em xem. Con này có cấu hình rất là khủng và khả năng mà phối ghép của nó thì cực kỳ là thoải mái để cho anh em chơi cùng một lúc và nhiều loa. Đây, chơi AB cộng anh em. Nói chung con này Nhật cũng sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết sau và Nhật sẽ để lại cho anh em con này với một mức giá rất là tốt anh em à. Con này chỉ với 8.900.000 đồng thôi anh em. Và nếu anh em muốn mua thì liên hệ với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.